Thời điểm cuối năm thì Mỹ Quyên có dự định là một chuyến du lịch ở đâu không ạ? À, vâng có chứ. À, đây là thời điểm mà rất thích hợp cho những cái chuyến du lịch của gia đình. Và Mỹ Quyên nghĩ là đến cuối năm mà chúng ta đến Tây Bắc thì rất là tuyệt vời, vì vào thời điểm cuối năm thì cảnh sắc thiên nhiên tại khu vực này lại chuyển mình và khoác lên mình những tấm áo rực rỡ sắc màu. Cảm giác rất là thích khi mà trên khắp các sườn đồi những thửa ruộng bậc thang đồng loạt khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ lung linh dưới nắng. Chụp hình Tây Bắc vào mùa này thì khỏi phải nói rồi, rất là tuyệt đẹp. À, vâng, cái tiết trời se se lạnh của những tháng cuối năm cũng tạo thêm nguồn cảm hứng cho các tín đồ yêu thích du lịch trong việc xông pha khám phá những nẻo đường mới. Để tôi suy nghĩ coi, có lẽ chắc Mỹ Quyên chọn Hà Giang đúng không? À, vâng đúng là như vậy, bởi vì cuối năm thì Hà Giang rất là đẹp, bởi vào thời điểm tháng 11, 12 là những cánh đồng hoa tam giác mạch lại đua nhau khoe sắc tràn ngập một vùng cao nguyên đá, trải dài từ Quản Bạ cho tới là Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Dân, đúng rồi đó Mỹ Quyên. À, thưa quý vị, hoa tam giác mạch là loài hoa có sức thu hút rất lớn với du khách khi đến với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Mà vẻ đẹp của nó thì còn khiến cho du khách phải trở lại với mảnh đất này thêm nhiều lần nữa. Nếu quý vị không có dịp đến Hà Giang vào thời điểm này thì hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa tam giác mạch thông qua những hình ảnh sau đây quý vị nhé. Hoa tam giác mạch vốn là đặc sản của Hà Giang. Dù giờ đây du khách có thể ngắm hoa ở nhiều nơi khác thì tam giác mạch vùng đất cực Bắc vẫn có nét riêng, mộc mạc, nguyên sơ nhất. Hoa tam giác mạch giản dị với sắc trắng phớt hồng, phớt tím nhưng lại khiến người ta say lòng khi bung nở giữa những phiến đá tai mèo chót vót của cao nguyên đá. Đây được coi là loài hoa biểu tượng cho con người nơi đây luôn mạnh mẽ vươn lên trong khó khăn thiếu thốn. Dù là trên khổ đá, sỏi đá khô cằn như thế này nhưng mà nó vẫn có thể phát triển tốt và tạo ra những màu sắc thật là rực rỡ và giúp tôi tạo được những phôi hình vô cùng tuyệt đẹp. Ngoài vẻ đẹp hút hồn người xem, hoa tam giác còn được chế biến thành bánh. Với đồng bào nơi đây, tam giác mạch là lương thực cứu đói cho những ngày giáp hạt. Hạt mạch để xay bột làm bánh, thân cây còn non dùng làm rau xanh. Bánh được làm từ hoa tam giác mạch có vị thơm, ngon, khiến du khách cảm thấy vô cùng thích thú. Nghe người dân ở đây giới thiệu là làm từ hạt của hoa tam giác mạch và cũng có uống nước từ hoa của nó, thì cảm giác loài hoa này vừa đẹp vừa có rất là nhiều lợi ích. Thật bất ngờ khi được thấy loài hoa này, chúng rất đẹp và mùi hương cũng thật dễ chịu. Thật tuyệt vời khi được ngắm loài hoa ở một khu vực vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Tôi còn biết các bạn có lễ hội riêng cho loài hoa này. Nhờ nét riêng biệt và vẻ đẹp của mình, hoa tam giác mạch đã trở thành chủ đề của lễ hội cùng tên được tỉnh Hà Giang tổ chức thường niên từ năm 2015. Sự kiện nhằm quảng bá các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Giang, đồng thời kêu gọi đầu tư thúc đẩy du lịch phát triển. Vâng, phải nói là thật là hấp dẫn đúng không Mỹ Quyên? À, chỉ cần xem những hình ảnh vừa rồi thôi mà tôi đã cảm thấy nôn nao muốn dã ngoại Hà Giang nghe một chuyến. Ngoài Hà Giang với cánh đồng hoa tam giác mạch ra rất là hấp dẫn thì Mỹ Quyên còn muốn giới thiệu đến Khắc Trí và quý vị khán giả một địa điểm cũng không kém phần hấp dẫn như ở Hà Giang đâu. Đó chính là cánh đồng hoa Hương Dương ở Hà Tĩnh và thời điểm này cũng đang nở rộ và chào đón du khách. Những ngày này, cánh đồng hoa Hương Dương ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút nhiều người đến tham quan chụp hình. Hoa Hương Dương được trồng quanh năm nên đây là địa điểm lý tưởng để những người yêu loài hoa này đến để thưởng ngoạn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân bạn bè. Do vậy, tại đây, mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt khách, nhất là các bạn trẻ. Rất là đẹp, thu hút được rất là nhiều người. Không phải chỉ riêng người Hà Tĩnh mà những du khách ở ngoài tỉnh. Khi mà mình đến đây, mình rất là bất ngờ bởi vì ngoài hoa Hương Dương thì đây có quả hoa cải này và nhiều loài hoa rất là đẹp khác nữa. Cánh đồng hoa Hương Dương ở thị trấn Thiên Cầm hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn mới lạ trong hành trình kết nối du lịch của tỉnh Hà Tĩnh. Dân, những điểm du lịch lý tưởng như thế này thì không thể bỏ qua trong những dịp cuối năm, phải không Mỹ Quyên? Vâng, đúng là như vậy ạ. Hãy đến để trải nghiệm, để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên hoa, lá, cỏ, cây quý vị nhé.